Dạ bây giờ em, tại lần đầu tiên em lên sân khấu cho nên em rất là run, em muốn ôm anh Trấn Thành một cái. Từ từ em, ôm này được á, nhưng mà em đừng có giống như là em làm thấy không, cái tâm lý cái người mà trước khi ôm em là sợ chứ, cũng sợ chứ đúng không? Ôm nhẹ nhẹ thôi, ok. Từ từ. Dạ em rất là hâm mộ anh, hầu okay. như tất cả những cái nào trên đường. Đừng hiểu. Từ từ, mình sẽ ôm thôi, sẽ ôm thôi. Những cái nào trên YouTube em đều coi sạch hết, coi như là anh đăng cái mới lên là coi, mới là cảm coi. Cảm ơn em rất là nhiều. Sợ em rất là hâm mộ anh. Cảm ơn em. Một chút xíu nữa được không anh? Tại em đang gung quá. Bồng lên sân khấu luôn, bồng lên sân khấu. Dạ. Dạ em để dành anh Trường Giang vòng thứ hai. Để dành ha? Dạ để dành để ôm á. Oh. À mọi người ôm vòng, vòng thứ ôm, ba tiếp. Ôm nhưng mà đó. Để dành lại, tại vì nếu như lần sau mà rung thì ôm. Hiểu, mỗi lần ôm là sẽ lấy năng lượng. Đúng rồi. Đúng không? Ok. Nhưng mà ôm anh thì rung hơn. Dạ. Rồi. Dạ bây giờ em xin phép có bạn giai phụ nữa. Nhưng mà cho nó giới thiệu chút xíu được không anh? Thì cho ra đi. À, bé ơi bé. Bé ơi. Bé ơi ra đi con. Ủa lớn rồi. Mới quen 2 ngày. Dạ. Nói chuyện đi cưng. Dạ em chào anh Trấn Thành, chào anh Trường Giang. Em tên là Lan Uyên. Có hài lòng với chương trình không em? Đây ra thấy căng. Dạ ra. Cho em vô chuẩn bị. Ok. Rồi tại ra thấy căng quá. Anh lo anh lại không hài lòng lắm. Rồi 60 giây bắt đầu. Wow. Đau thiệt đó, cái đó đau thiệt đó. Ê, 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 mày đâu rồi? Ê, 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 ê. Trời ơi, ơi, đi ăn trộm mà ngọt, sao nằm mày? Bởi vậy, tao nói ăn một tô bún mắm thôi, ăn chỉ 2 tô, bây giờ nằm, no quá nằm, nằm mà không thở. Trời đất ơi, mày nhấp thêm cái nữa tao chết tại chỗ. Trời ơi, tới rồi, đưa chạy đi, nhảy lên, nhảy lên. Khoan, nhưng mà có chắc chỗ này không? Đúng rồi, trời ơi, mày coi phía sau đi. Trời, nguyên cái sân bay đó, mày thấy không? Nguyên cái sân bay phía sau đó. Lẹ đi, lẹ đi, lẹ đi, tới rồi. Tao nói nghe nói, 2 bức tượng này linh lắm. Cười một cái, 100 triệu. Tiếp cận, tiếp cận. Tao thấy không cười là không tiếp lên cận, rồi. Tiếp cận, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Tao đâu có tham muốn tham gia đâu, tự nhiên kêu tao lên chi mày vậy? Mày quay chơi không? Lên đi. Chiến thắng vang dội. Tao đâu muốn tham gia đâu mà vô tôi vô như vậy. Tôi cười là tưởng bé này là tại vì nó biết là thua chắc rồi mà nó kêu không, giống như là nó hối hận vì quyết định của nó. Tao đâu muốn tham gia đâu mà kêu tôi ra đây chi cho tao nhục chung vậy. Mà nó nói chân thật lắm cái mặt đó. Trời ơi hai đứa em làm gì vậy trời? Vậy thấy anh run quá hả? Thấy anh xong rung. Trời ơi, nãy anh ôm em mà. Mày ôm bên đây. Ê, trời ơi. Thôi, làm đó làm. Thôi, bỏ đi, đừng nghĩ tới gì hết nữa. Rồi, giọng với hai con, đang thiệt, vui. Thiệt, đang bỡ. Đang vui. Đi không? Hỏi dạ. Nó đi chính mà em đi phụ thôi. Đã hỏi bên đây mà. À. Được, đúng không? Đã hỏi bên đây, đúng không? Rồi, rồi, rồi. Dạ, tiếp không anh? Tiếp. Nếu muốn tiếp là phải làm cho nó chắc lại, nó rõ ràng ra. Chứ hồi nãy là cứ nhòe 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 mà không hiểu tụi em làm cái gì hết. Dạ. Và những cái nào mà cảm thấy thừa thải á, lướt qua cho nó nhanh để đến cái đoạn mà cần cười á, hiểu không? Dạ, thì tiếp. Thì tiếp. Rồi, chuẩn bị đi. Hỏi ý tao hai chưa? Hỏi ý tao chưa? Duyên nữa, nhỏ này duyên nữa, mày hỏi ý tao chưa? Vậy là cười rồi. Vậy là cười rồi. Không, hồi nãy nè. Hồi nãy em đừng nói gì hết. Kêu bấm chuông 60 giây. Cái con bé này kêu diễn đi. Diễn đi. Diễn. Mày hỏi ý tao chưa? Đó là cười liền. Nãy giờ mày thi cái mình mày muốn ta. Em hiểu không? Hỏi ý tao chưa? Giờ tao không thi nè, tao đi vô là chết rồi. Gì sao anh thấy em cái anh nhảy nhảy ghê vậy? Em đang rung anh nhảy hết muốn diễn. Em biết cái giọng. Xin lỗi em, xin lỗi em. Ok, xin lỗi em. Ok, xin lỗi. Rồi tại sao em ôm anh mà anh lại nhìn thấy nó mà anh phấn khích là sao? Không phải, tại... Ok, anh xin lỗi em luôn, ok. Anh xin lỗi em luôn, ok. Rồi.
Được không? Chưa, chưa. Có thi nữa không? Rồi, có. Em có 60 giây, 60 giây của em bắt đầu. Sắp thi thách thức danh hài à? Cho đi chung với, đi phụ. Mày nói gì? Nghe mắc cười quá. Chừng nào á, mày gỡ cái niềng răng của mày ra, mày nói chuyện với tao. Ủa mày mắc cười quá, tao nói cho mày biết nha, tao niềng răng tao đào hết của nhà mày hay gì. Nè nè, tao nói cho mày biết, tao biết cái vai phụ cho nên hồi nãy tao đâu có dám nói nhiều, đúng không? Chân Thành Trường Giang lên, tao nói đúng một câu cái tên của tao thôi, cái là cái điều đơn giản ai cũng phải biết vậy ta. Tao biết cái vai sân khấu của tao. Đừng có nói, khỏi nói tao luôn đi. Mày đi thi luôn, mày thi luôn. Tao cho mày cái sân khấu này luôn. Ừ, đó, thấy không? Diễn viên chính mà diễn không có tâm với nghề. Bỏ diễn viên phụ ở đây, ngồi nói như con khùng, nói như một con điên, 28 giây, 27 giây vô. Cái gì, đi vô cái gì? Ủa mày tưởng tao vô cánh gà là tao im hả? Xin lỗi mày nha, tao vẫn nói. Bây giờ là tao vô giỡn mà tao vẫn... Bé này quá giỏi. Quá giỏi, bản lĩnh. Cái bản lĩnh em rất là tốt. Quá giỏi. Hồi nãy á, đang là cái đầu tụi em nhá, cái anh đã cho tụi em một cái gợi ý đúng không? Là cô bé này là người chính, kêu thi nữa không? Thì vừa mở màn cái em không diễn. Thì cổ kêu ngoài tại xem không diễn, em quay qua em dằn cổ là: ê, mày hỏi ý tao chưa? Cái là mày muốn thi nhưng mà mày chưa hỏi ý tao đúng không? Thì cái đó là mình ăn màu đầu rồi. Thì bây giờ khi vào cái kịch chính, anh Luật bấm, cái em bò qua em nói là đúng không? Ê, nghe nói mày thì thích danh hài đúng không? Cho tao diễn phụ đi. Thì em phải dằn cổ là: mày hỏi ý, mày hỏi ý tao chưa? Nãy giờ mày dằn tao, bây giờ tao không cho mày diễn nè. Ngay cái đoạn đầu nó em dằn cái đó nó là người ta lại cười thêm một đoạn nữa rồi. Nhưng mà anh khen cái tiểu phẩm vừa rồi là cái cô bé này, cái khả năng nói và cái tâm lý tin nhân vật của cổ á. À, em tâm sự chút là cứ thể ai đụng tới cái niềng răng của em là em sẽ như vậy. Nó bị nhạy cảm, ví dụ đó thì anh có diễn. Niềng răng này có gì đâu? Nó mang, nó không cho em ăn guốc luôn. Tại vì nó bị dị ứng cái nhà sĩ. Em thấy mắc cười, em bỏ tiền em niềng ăn, cái tụi ai cũng lấy miếng nó diễn chưa? Không, nhưng mà cái niềm tin em mãnh liệt lắm. Anh cười là cười vì cái đó em rất là tập trung và bình tĩnh. 10 triệu. 10 triệu. Nữa không? À, đủ mục tiêu nó rồi. Mục tiêu nó kêu em lên vậy thôi. Dạ, cho em xin phép ôm anh Trường Giang cái. Từ từ ha anh. Thôi mình ngồi đây đi anh. Trời ngồi đây ôm. Em thích ôm ngồi tại vì anh lùng quá. Trời em sợ là em bằng anh. Rồi ôm lại, bớt nói dạ. Lại. Rồi, đó, dạ. Đi. Cảm ơn. Ừ. Dạ, dạ cho em xin phép dừng lại. Mình còn tiểu phẩm nữa không? Hay là vì lý do không còn tiểu phẩm? Dạ, có nhiều lắm nhưng mà do lần đầu tiên con trên sân... Ý em trên sân khấu cho nên em không có tự tin lắm mấy cái còn lại. Mục tiêu nó kêu em tới đây vậy thôi chứ. Thôi giờ em cho nó quyết định đó. Em được bao nhiêu? Chưa biết nữa. Tại vì kiểu em kêu thì diễn thôi. Con gái cũng được dễ dãi vậy. Bây giờ người ta quyết định lương mình đâu có được. Bây giờ mình phải chơi tiếp. Để ít nhiều gì cứ như là bét lắm, nó chia mình mỗi vòng 1 triệu mình cũng phải được 3 triệu. Đúng không? Nhưng mà thua là không có triệu nào luôn. Không sao đâu. Chơi mà chơi tới mà. Nó đụng tới niềng răng mình đâu bỏ qua cho nó được. Giờ tới anh đụng em mà. Cái này là anh dùng. Xin lỗi. Bây giờ sao? Hay em đang có 10 triệu. Biết mày. Hội ý, anh cho tụi em hội ý, thoải mái. Hai đứa có thể bàn tới tối, được. Rồi, dắt về luôn. Mở micro lớn lớn nha. Cuối cùng bây giờ, đi tiếp hay dừng lại? Em xin phép dừng lại. Rồi, chúc mừng hai em ra về với 10 triệu tiền thưởng. À, có thể cho anh Trấn Thành lên trao tiền thưởng cho em. Này, nhưng mà vì sao? À, có miếng gì không nè? Không, tại vì tâm sự thật luôn là em rất là thích diễn nhưng mà... Từ đó giờ rất là thích Trấn Thành nhưng mà... luôn luôn coi anh ở cái cương vị là khán giả thôi. Thì hôm nay là lần đầu tiên em được đứng diễn xuất trước anh và cảm ơn anh đã cười cho em. Anh không biết sao chứ anh nói thật là anh rất là thích thấy em diễn. Cái này là nói thiệt, từ nãy giờ anh thấy em là cô bé có cái tố chất hài hước ở trong con người của em. Em nhìn sự việc hài hước. Anh đang vẫn rất là hy vọng là hai đứa sẽ diễn vòng kế tiếp.
Nếu anh tặng cho tụi em cái tờ này thì tụi em có thể tặng cho anh cái tiểu phẩm kế tiếp nữa được không? Ờ... dạ, được. Hợp lý mà đúng không? Bây giờ mình diễn trước đi rồi sẽ gửi lại cho tụi em món quà mà tụi em đã bảo lưu lại. Ờ, anh nói là không được dễ dãi vậy thôi, anh gửi trước đi chứ mắc cỡ. Hay quá trời. Thông minh. Cũng như em nói, anh không được dễ dãi. Anh sẽ giữ đó cho khi nào em diễn cho anh coi xong anh mới tặng cho em. Không, đúng luật là phải đưa trước đó. Vậy hả? Tại người ta thắng rồi. Tôi không có dễ dãi đâu. Còn có chuyện người ta bonus hay không thì quyền người ta, nhiều khi người ta lấy xong người ta về mình cũng đâu trách được. Đi. Rồi bây giờ tiền thưởng là đã trao rồi. Bây giờ là... Yeah. Nha. Anh đụng tới cái niềng của em quê chứ em đụng tới cái lòng sĩ diện của anh nha. Anh mới gửi cho em 10 triệu để được coi một tiểu phẩm nha, ok? 10 triệu em còn chưa đủ cái hàm niềng em. Cái hàm niềng gì nó có chia cho em đâu. Chắc gì nó chia. Đúng không? Thôi tao đi về trước nha. Đi về diễn đi. Coi như là khuyến mãi đi. Khuyến mãi đi. Người ta năn nỉ quá. Bởi người ta năn nỉ quá. Nãy giờ là tôi không năn nỉ nha. Cho em xin phép vô chuẩn bị. Được. Dạ. Chuẩn bị gì nữa? Em cũng chả biết. Cái gì cái chuẩn bị cái gì mà không biết luôn. Dạ anh xin bắt đầu ạ. Rồi. Bắt đầu. Hai em có 60 giây, 60 giây bắt đầu. Ê ê ê ê ê ê. Ê, mày kêu ê mà mày dòm hai ổng. Ê ê ê, nói nghe nè. Ủa, bữa hổm nghe nói trùng tu nhan sắc mà sao thấy cũng vậy vậy? Còn cái này xong gỡ ra cái niềng ngăn á, xong gỡ ra. Cái vòng hồi nãy chưa chịu phải không? Cái vòng hồi nãy tao chưa có đụng, tao mới đụng nhẹ nhẹ à. Sao tao vậy? Tốn tiền tao cắn à. Trời ơi, tao đâu có vô duyên đâu. Ê ê ê, ê mày ơi, trai gọi mà tao vô duyên quá sao nó chuyện nhừ. Nói vậy cho sao mẹ. Để đi trời. Cái đứa miệng vô duyên để tao. Ê, nhớ nhắc tuồng, nhắc tuồng. Alo, anh hả? Anh buồn ngủ chưa? Chưa luôn hả? Ừ, chưa luôn, gì nữa? À, em nhớ anh quá à. Vậy hả, anh cũng nhớ em ạ. À, anh, em có tin vui, em có bầu rồi. Trời đất ơi, công nhận nha, mày tu chính kiếp mới quen được thằng bồ này. Tao nói thiệt với mày, vừa nghe mày có bầu, tắt điện thoại đi kêu làng sớm liền. Bởi vậy tao nói mày tu chính kiếp gặp thằng bồ vậy. Tôi quyết định đúng, dừng lại là đúng rồi đó. Hay quá. Nhưng mà anh vẫn bảo lưu cái quan điểm của anh là cô bé này rất có năng khiếu về hài. Anh hỏi thật là em có muốn làm diễn viên không hay là chỉ là đây là cuộc dạo chơi thôi? Bây giờ muốn làm diễn viên mà chưa ai nâng đỡ kìa. Em cũng có đi thi, em cũng lốt, nói chung là em bỏ 2 năm thi vì cái tuổi của em là người ta đã thi sẽ có điện ảnh cách đó mấy năm rồi, xong rồi 2 năm sau em mới có đủ tự tin em đi, xong rồi khi mà thi xong thì em tự cảm thấy là mình chắc không đủ khả năng nên em không có lên coi kết quả. Anh thấy em rất là có cái năng khiếu, cái này nó nghiêm túc. Và anh thấy em là cái người có khả năng và em có duyên. Quan trọng là em giữ cái độ bình tĩnh rất là tốt. Đó là một trong những cái mà diễn viên hài á, họ cần. Cần cái sự bình tĩnh, cái độ điềm tĩnh của con người để mà mình mang đến tiếng cười cho người khác. Thì anh Thành khuyên em là em nếu mà em thích thì em hãy theo đuổi cái đam mê này của mình. Tại vì anh thấy em có khả năng, em có năng khiếu, cái này là nói thiệt. Cô bé này thì bình tĩnh lại hơn một tí. Tại vì em diễn em bị rối quá, phải chậm lại một tí nữa thì mới tốt được. Anh nghĩ là vậy nha. Cảm ơn hai bé rất là dễ thương đến với chương trình. À, mẹ em trước khi đi kêu dặn anh Trường Giang, ôm anh Trường Giang cho anh.